không có óc sáng tạo và không có ý tưởng gốc. Đó là những lý do họ từ chối người họa sĩ trẻ khi anh xin làm người minh họa cho một tờ báo. Nhưng may phước thay, người họa sĩ này luôn tự tin, khác với những người xung quanh anh ta. Anh tin rằng tạo dựng lên một thế giới tưởng tượng dựa trên những nhân vật minh họa, tạo dựng chúng lớn hơn hình ảnh thật, soi sáng chúng bằng những màu sắc rực rỡ nhất, sẽ làm cho mọi người quên đi những vấn đề, trở thành những đứa trẻ một lần nữa và giúp họ trở về với những giấc mơ. Tên người họa sĩ trẻ đó là Walt Disney, người đã xây dựng lên nên một vương quốc Disney bắt đầu từ thế kỷ 19. Chắc chắn không phải là thời điểm để tin rằng việc xây dựng một thế giới tưởng tượng là thực tế. Chẳng có ai ngoài Disney tin rằng việc đó sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người lớn và trẻ em khắp thế giới. Sự lạc quan của anh đã thay đổi thực tế cho tất cả chúng ta. Hàng trăm triệu người trên thế giới đã lớn lên với với thế giới kỳ diệu của Disney. Một thế giới đã được bắt đầu từ một giấc mơ của một cá nhân. Nếu bạn có thể mơ nó, bạn có thể có nó. Trở thành tín điều dẫn dắt Disney suốt hành trình táo bạo đó. Và tựa đề của câu chuyện này tên là Tất cả đều có thể. Nếu ai ở Mỹ thì quý vị nghe Disney World đúng không ạ? Disney World là một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới. Ai đó đi du lịch ở Mỹ cũng ghé Disney World. Disney World là một cái nơi du lịch mà làm những cái gọi là những cái minh họa, những cái con nhỏ nhỏ thành to, thật là to bằng cái con người, làm minh họa từ lớn bằng cái con người vậy quý vị. Và có những cái game rất là đặc biệt, và nơi này cách nhà Vân 45 phút, là một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới, gọi là Disney World. Và Disney World bắt đầu từ một người họa sĩ rất là bình thường, xin việc làm không có ai nhận, từ chối hết, và anh ta có một ước mơ là anh ta sẽ tạo dựng vương quốc Disney, thế giới tưởng tượng dựa trên những nhân vật minh họa, tạo dựng chúng lớn hơn hình ảnh thật, soi sáng chúng bằng những màu sắc rực rỡ nhất, sẽ làm cho mọi người quên đi những vấn đề để trở thành đứa trẻ một lần nữa và giúp họ trở về với những giấc mơ. Và anh này đã làm được và đã thành công. Và bây giờ là Disney World nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Người nghèo nhất không phải vì không có một xu dính túi, mà nghèo vì không có một giấc mơ. Câu này vẫn rất là tâm đắc nè quý vị. Quý vị chờ Vân xíu nha. Vân xin lỗi những người ngồi trước mặt Vân nhé. Ngồi trước mặt mà không có hình hoặc là làm những chuyện khác. Ok. Vẫn rất là tâm đắc cái câu người nghèo nhất không phải là không một xu dính túi, mà là nghèo vì không có một giấc mơ. Rõ ràng trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta sống không có lý tưởng, không có mục đích, không có giấc mơ, rõ ràng là chúng ta sống mà như đã chết. Sống qua ngày chờ qua đời, và sống với một cái gọi là chờ chôn đó quý vị. Mà hay nói là sống mà đang chờ chôn đó.
Tảng đá cẩm thạch chưa được gọt đẽo có thể trở thành bất cứ hình dạng nào nghệ nhân muốn. Hãy bỏ đi, bạn sẽ không bao giờ làm được. Làm ngơ với lời khuyên đó thì bạn đã đi được nửa đường tới mục tiêu rồi. Câu này rất là hay đúng không ạ? Khi quý vị có một cái ước mơ nào đó, quý vị phấn đấu để đạt được ước mơ đó thì sẽ có người nói là bạn đừng có mơ, làm không có được đâu. Và người ta sẽ nói ra nói vô để mình để đánh cắp giấc mơ của mình. Để đánh cắp giấc mơ của mình. Và mình thì sao? Mình thì cứ nghe lời họ để cho họ đánh cắp giấc mơ của mình một cách rất là vô tư luôn. Cho nên là họ hay nói là hãy bỏ giấc mơ đó đi, bạn sẽ không thể làm được đâu. Xin hãy làm ngơ với lời khuyên đó. Nếu mình đã làm ngơ với lời khuyên đó thì rõ ràng là chúng ta đã đi được nửa đường mục tiêu rồi quý vị. Đã đi được nửa đường của chúng ta rồi. Và bây giờ từng người một hỏi, tự hỏi cho chúng ta nè. Cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi muốn cuộc sống của tôi như thế nào? Ước mơ của tôi là gì? Nếu tôi có thể biến ước mơ thành sự thật thì tôi có muốn làm không? Tôi có sẵn sàng trả giá đợi cho sự thành công của tôi không? Tôi có tin là mọi việc đều có thể không? Cuộc sống của tôi có cảm giác như thế nào? Những câu hỏi này mình tự đặt cho mình rồi mình sẽ tự trả lời. Vì sao? Vì mình cần có câu trả lời cho những câu hỏi này. Vì những câu trả lời, những câu hỏi nó giúp đánh động vào cái tư tưởng của mình và nó giúp cho mình tỉnh dậy. Sau khi tìm ra câu trả lời rồi mình mới biết được là cuộc sống này cần phải sống có ý nghĩa. Và tất cả những ước mơ của chúng ta muốn, tất cả những gì chúng ta muốn, chúng ta đều có thể đạt được hết. Nếu bạn có thể mơ nó, bạn có thể có nó. Rất là hay đúng không ạ? Câu này rất là hay. Nếu bạn có thể mơ nó, bạn có thể có nó. Khi chúng ta xác định biết được ước mơ của ta, biết được giấc mơ của ta là gì rồi thì ta phải phấn đấu nỗ lực để đạt được nó, chứ không thể nào mà mình có giấc mơ rồi thì mình nằm đó mà chờ ước mơ đến. Và mình phải nỗ lực. Nỗ lực vì sao? Vì người ta làm được, chắc chắn tôi sẽ làm được. Đã có một người làm được rồi thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Và rõ ràng thế kỷ 19 không ai tin được là anh Disney này, anh có thể xây dựng một cái vương quốc cực khủng gọi là Disney World bây giờ quý vị. Cực khủng. Và anh đã thành công. Thành công 2 thế kỷ rồi. Cho nên chuyện gì cũng có thể. Nếu chúng ta thật sự mơ nó thì chúng ta sẽ có thể có nó. Vậy chúng ta có tin và có tin là những ước mơ của chúng ta thành hiện thực không? Có nhiều lúc chúng ta mơ nhưng mà thôi đó là ước mơ thôi mà làm gì mà có được. Vâng, nói thí dụ quý vị mơ một cái nhà đẹp, xong rồi quý vị nói à đó chỉ là ước mơ thôi, tôi nghèo nghèo rớt mùng tơi, nghèo sơn nghèo sát gì sao có được cái nhà đẹp như thế, vì không có tin là mình có thể làm được. Ước mơ vẫn là mơ ước nếu chúng ta không tin là chúng ta có thể đạt được. Hoặc là mình thấy một ai đó đi một cái chiếc xe đẹp và mình mơ nhưng mà không phấn đấu thì chắc chắn sẽ kết quả không có. Cũng vậy, bây giờ trên đường tu của chúng ta cũng vậy nè. Chúng ta mơ, đang mơ đó, mơ là thượng phẩm thượng sanh, phát nguyện thượng phẩm thượng sanh.
Dễ không quý vị? Dễ không? Không hề dễ. Thượng phẩm trường sanh không hề dễ. Vãng sanh về cực lạc còn không hề dễ nữa. Ở đâu mà thượng phẩm trường sanh? Mơ à? Ở đâu mà mơ đi con? Con vãng sanh được không mà nói. Và quý vị sẽ nghe những cái câu như thế, và họ sẽ có thể họ tới họ rời chán quý vị. Trời ơi, mày thấy không, những gì người ta xuất gia, người ta tu bao nhiêu kiếp rồi, người ta chưa thành Phật kìa. Mày thấy ông Phật Thích Ca không, ông tu bao nhiêu kiếp rồi mà ông chưa thành, ông tới kiếp này là bao nhiêu kiếp trải qua rồi ông mới thành Phật. Ở đó mày mơ đi con. Mày mới tu kiếp này mà mày đòi và đắc thành Phật, mà phải đắc thượng phẩm thượng sanh nó tào lao không. Có không quý vị? Tự nhiên nghe Vân Bỏ nói mơ đâu tốn tiền đâu, mơ đi, mơ lớn đi, bắt đầu hồ dỗ ngực sinh tên tầm mơ thượng phẩm thượng sanh, còn quyết định thượng phẩm thượng sanh, bản sanh thượng phẩm thượng sanh trong đời này, ra ngoài gió nó thổi một cái bay mất tiêu. Bay không biết bay đi đâu. Ra ngoài vừa bước chân ra khỏi đạo tràng một cái, bước chân vừa ra khỏi đạo tràng cái là chúng hậu quả một cái là ồ cũng đúng ha, cô nói cũng đúng ha, trời ơi con mới tu đây mà, trời ơi sao nghe lời cô Vân Võ mà dám phát nguyện ghê gớm vậy. À không dám, vừa theo phong trào ồ ai cũng nói là thượng phẩm thượng sanh thì tôi cũng nói như vậy, mạnh mẽ lắm. À, tôi mạnh mẽ, tôi tự tin, tôi vượt qua nỗi sợ hãi, tôi thay đổi để thành công, tôi làm chủ cuộc đời của mình, tôi phát tâm Bồ Đề, tôi đưa tất cả chúng sanh về Tây phương Cực Lạc, tôi nhất định vãng sanh thượng phẩm thượng sanh trong đời này. Trời ơi ghê gớm lắm nha, ra khỏi lớp rồi ha. Trời ơi cô ơi cô ơi, con mới học được cái này hay lắm nè, cô nghe nè, nghe con nghe nha, con đọc cho cô coi nè, cô con nhất định con sẽ làm được. Hai câu sau mày tào lao không mà. Đọc đã, tao quay rồi nó mày tào lao. Cái thân mày lo chưa xong, bài đặt đưa tất cả chúng sanh về Tây phương Cực Lạc, bài đặt rồi thượng phẩm thượng sanh xìu như cọng bún. Cô nói cũng đúng ha, ủa sao nãy giờ con máu lửa dữ người ta, đúng ha, con tu cà giật vậy hiện sao mà con dám. Là quý vị bị gió nó thổi đi mất tiêu. Mất tiêu luôn, mất xác luôn, khỏi thấy xác về đạo tràng nữa. Cho nên là chúng ta tất cả đều có thể, nếu chúng ta thật sự muốn, thật sự muốn, tất cả đều có thể, người ta làm được nhất định tôi sẽ làm được, không có gì khó, chỉ sợ chúng ta không dám làm, không dám trả giá cho cái sự thành công của mình, không dám thôi, chứ không có cái gì gọi là khó hết quý vị, thật luôn đó. Hãy tin vào chính mình đi, tin vào Phật, tin vào chính mình. Quý vị tu bao lâu rồi và quý vị vẫn còn suy nghĩ đó thì quý vị có tin Phật không? Không. Quý vị có tin vào chính mình không? Không, hoàn toàn không. Vì sao? Vì lỡ phát nguyện rồi, tôi dại dột tin lời cô Vân Võ, lỡ phát nguyện rồi, ra ngoài gió thổi một cái, người ta nói một cái tác động một cái quên mất hết, sợ sợ tiếng người, hết hồn hết vía, trời ơi hết hồn. Ta tu bao nhiêu kiếp rồi mà người ta chưa có thành kìa con ơi, ở đây con mơ đi con ơi. Phật Thích Ca tu cả bao nhiêu kiếp rồi mới thành Phật đó. Trời ơi xin lỗi quý vị, Phật thị hiện về đó chứ không phải là ở đó mà Phật Thích Ca thị hiện về để biểu diễn cho quý vị coi đó, chứ không phải là đời đó, đời này đời vừa qua ngài mới thành Phật đâu. Trời ơi quý vị ơi, ở đó. Cho nên là tại sao mình học kinh mỗi ngày, mình đọc kinh mỗi ngày và mình nghe pháp mỗi ngày, mình tu tập mỗi ngày mà mình không có niềm tin, mình không dám nghĩ là mình có thể làm được. Vẫn kể cho quý vị nghe câu chuyện, câu chuyện này Vân đã từng kể nhưng vẫn nhắc lại thôi. Bản thân Vân với anh xã Vân lúc mà hai đứa lấy nhau là hai bàn tay trắng, và nợ rất là nhiều, và hai đứa bắt đầu từ từ con số không quý vị, từ con số không. Và anh xã Vân làm cái nghề thợ mộc, làm tủ tủ nhà bếp, tủ phòng tắm này kia đó. Thì có lần hai đứa nghèo lắm, lúc mà mới lấy nhau nghèo nghèo ghê lắm, không có cái nhà để ở, nó đi ở nhà mướn. Xong cái ảnh làm contract,
với những cái công ty lớn, và có một ngày đó cái ảnh làm một cái nhà, đó trị giá là khoảng gần 10 triệu đô, một cái nhà gần 10 triệu đô ở ngay biển, đằng sau là biển đậu tàu, đằng trước là bãi biển tắm cực kỳ đẹp như một cái biệt thự thật là lớn, với vì cái nhà đẹp lắm kìa. Xong cái anh dẫn Vân đi và nói em đi chơi thôi, anh đi làm việc nhưng mà em đi chơi, tại vì khung cảnh ở đây đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Thì Vân đi chơi, quý vị biết không, khi mà Vân tới ngay cái nhà ở ngay cái nhà đó, Vân chết điếng luôn. Vân nói trời ơi người gì mà ở được căn nhà này, trời ơi sao người ta xuống vậy, ôi trời ơi người như thế nào phước báo ghê luôn ấy, mới ở được căn nhà này đúng không. Ủa mà tại sao người ta ở được mà mình ở không được, lúc đó chưa biết Phật pháp, lúc đó đâu biết Phật pháp đâu quý vị. Và lúc đó nó ủa sao người ta ở được, ủa tại sao người ta giàu không vậy, ủa tại sao mình nghèo không vậy, và hỏi cái câu tại sao nhiều lắm luôn. Cái xong cái ngồi đó cái nhìn trời nhìn đất nhìn trăng nhìn vòng vòng và nhìn những căn nhà xung quanh, trời ơi căn nhà nào cũng rất là đẹp giống như trong mơ vậy đó. Xong rồi ngồi đó tưởng tượng hình dung ra ha, ai đó ở được chắc chắn một ngày nào đó tôi cũng sẽ ở được, tôi cũng là con người mà, các vị cũng là con người mà, tại sao các vị có nhà đẹp được tôi không có nhà đẹp được. Mà lúc đó chưa có nhà quý vị, còn đang ở nhà thuê nhà mướn á, chưa có một đồng nào dính túi, đang còn đi làm mệt thuê làm mướn cho người ta. Thì bắt đầu Vân mơ, Vân nói là một ngày nào đó tôi cũng sẽ có căn nhà ở biển, và tôi tin tôi sẽ làm được, tôi tin tôi sẽ làm được. Và cứ thế mà cứ đi ra đi vô nhà của người ta mà mơ là nhà của mình. Mơ mà đâu có mất tiền đâu, mình mơ đâu có mất tiền đâu. Và đi ra đi vô, đi hết vòng này tới vòng kia cho tới anh xã Vân, ảnh làm xong rồi đi về em ơi, rồi đi về. Quý vị biết chuyện gì không, chưa đầy 3 năm Vân có căn nhà ở biển, chưa đầy 3 năm Vân có căn nhà ở biển, Vân có căn nhà đậu tàu, Vân có căn nhà không phải đẹp như thế nhưng có căn nhà giống như những gì Vân muốn. Và Vân làm được, và nhiều lần như thế. Và tới cái thứ nhì là mơ chiếc xe Lexus. Lexus lúc đó, chiếc xe Lexus lúc đó mà mới ra quý vị ơi, nó đẹp lắm, nó rất là đẹp, mà mình chưa có chiếc xe đẹp mình đi no. Chiếc xe đi trước rồi tới mấy cái nhà, mơ chiếc xe trước. Cái anh bạn của anh xã Vân có chiếc xe mới mua mới tinh luôn, và Vân nói có thể cho Vân mượn chạy một vòng không. Thì khi Vân mượn Vân chạy một vòng, Vân nói một ngày nào đó tôi sẽ sở hữu chiếc xe đẹp như thế này. Và không bao lâu Vân đã có chiếc xe và tới căn nhà, và tiếp tục những gì Vân muốn trong đầu. Vân đều nói là tất cả đều có thể, anh làm được tôi sẽ làm được, anh có được tôi sẽ có được. Và khi Vân mơ được nó thì Vân Vân nỗ lực làm được nó quý vị. Và Vân đã đạt được tất cả những cái mơ ước của mình. Và cho tới bây giờ Vân không có tưởng tượng được là cái mơ ước của Vân là có thể toàn thời gian tu tập. Mà với cái tuổi trẻ như thế này, Vân không có mơ, thật ra có mơ nhưng mà chưa có nghĩ đến là đến sớm như thế này quý vị. Đến sớm như thế này Vân nghĩ chắc khoảng cỡ sớm nhất là còn khoảng 50 tuổi, 50 tuổi quá, hoặc 60 tuổi mình về hưu, lo con cái này kia xong hết rồi thì mình mới toàn thời gian tu được chứ. Nhưng mà không ngờ cái ước mơ của Vân là muốn tu toàn thời gian và muốn phụng sự chúng sanh toàn thời gian, mà nó đến nhanh như thế này luôn quý vị. Và còn hơn thế nữa là Vân không ngờ là mình có thể làm những cái chuyện mà mình không ngờ. Nhưng chỉ vì một câu nói là con muốn cúng dường thân xác con để phụng sự chúng sanh, xin chư Phật chư Bồ Tát tận dụng con để làm lợi lạc cho chúng sanh, chỉ vì một câu phát nguyện này mà Vân có thể làm những cái mà bản thân Vân cũng cũng thật sự bất ngờ quý vị. Bất ngờ. Rất là bất ngờ và không không có hình dung ra được.
trước những cái này. Thật sự cái này là những cái rất là bất ngờ. Và cho đến bây giờ Vân nói là nếu chúng ta dám mơ, chúng ta sẽ nhất định có được quý vị. Chúng ta sẽ phấn đấu cho giấc mơ của chúng ta. Và bây giờ một lần nữa Vân mơ, ước mơ của Vân là Vân muốn đem những tất cả những ai đó hữu duyên cùng mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc hết. Vân sẽ là người cuối cùng đi. Nhưng quý vị đừng để Vân lâu quá nha. Vân muốn tới 60 tuổi Vân đi được rồi nha. Đừng có kéo Vân lâu quá, tội nghiệp lắm. Giống như mấy bữa nay có nhiều người nhắn tin, người trong đạo tràng chúng ta nè, chị Vân ơi, bây giờ đạo tràng chúng ta tu tập nhiều để hồi hướng, đừng cho hòa thượng đi, đừng cho hòa thượng đi, cho hòa thượng ở lại. Trời, Vân nói xin lỗi quý vị nha. Vân nói với các em, Vân nói các em ơi, chị 60 tuổi ok rồi nha, cho chị đi, đừng có níu kéo chị ở lại nữa nha. Các em ơi, hòa thượng trên 90 tuổi rồi, tội nghiệp ngài quá đi. Ngài đã tới lúc về hưu rồi, cho ngài nghỉ ngơi đi. Ngài đã làm việc bao nhiêu năm vất vả vì chúng sanh rồi, đã tới lúc về hưu về nhà rồi mà quý vị cứ lôi kéo hoài, lôi kéo hoài luôn, khóc bù lu bù la. Trời ơi, sao ngài đi vậy, không cho ngài đi đâu. Và hết nhóm này tụ tập tu cho hòa thượng, kéo hòa thượng lại hết, tới nhóm kia rủ nhau tu để kéo hòa thượng lại. Trời ơi, tội nghiệp vậy quý vị. Vân sẽ hết sức hết lòng để làm việc cho chúng sanh, cho tới 60 tuổi thôi, quý vị đừng có kéo Vân nha. Nói thật đó, vừa thọ 60 thôi cho Vân đi đi nha, đừng có kéo. Trời ơi, cho tôi về nhà được rồi, làm hết sức hết lòng mà mấy chục năm rồi thì bây giờ về hưu đi chứ, mà cứ kéo hoài. Chúng sanh phải lớn chứ, chúng sanh phải cần trưởng thành chứ, cái gì mà khóc bù lu bù lo như là không có cho ân sư của mình về hưu nghỉ ngơi gì hết à. Cho nên là mình làm việc hết sức có thể trong lúc mình còn khỏe, và đừng có để mà Vân quá là lụm cụm chống gậy rồi quý vị mới cho Vân đi nhé. Và ước mơ của Vân là dĩ nhiên là Vân muốn quý vị đi hết, đi hết. Vân là người cuối cùng nhưng mà đi hết trước trước, sớm sớm đi. 20 năm Vân làm việc cho quý vị, 20 năm đủ rồi. Đủ rồi, đừng 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 bắt Vân phải ở lại làm nữa. Vân muốn về nhà quý vị ơi, Vân nhớ nhà. Cho nên là bây giờ cái ước mơ lớn nhất của Vân là bây giờ là Vân muốn đem chúng sanh vô hình cũng như hữu hình về nhà hết, về nhà nhiều nhất có thể. Và bản thân Vân có thể về sau quý vị, nhưng dĩ nhiên là tất cả đều về nhà, đó là ước mơ của Vân. Và Vân muốn tất cả chúng ta, đạo tràng chúng ta đều tin, tin, tin là mình có thể làm được, tin là những ước mơ của mình có thể làm được. Và mỗi ngày quý vị nguyện với Phật đi, Phật nghe quý vị đó, quý vị muốn gì thì cứ nói với các ngài đi, phát nguyện lớn đi, phát nguyện đâu có tốn tiền đâu, nhưng khi phát nguyện rồi cần phải nỗ lực làm việc, nỗ lực tu tập thì cái nguyện của mình mới thành hiện thực được quý vị. Giống như Vân nói, Vân mơ một cái nhà đẹp, Vân mơ một cái nhà đẹp ở ngoài biển. Và khi Vân mơ rồi thì Vân cài, quý vị ơi, Vân đi làm, Vân làm rất là nhiều, hai vợ chồng nỗ lực làm nhiều 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 lắm, làm rất nhiều thì mới đạt được cái nhà đó, chứ không phải là mơ mà được liền đâu quý vị. Cũng vậy, khi chúng ta mơ thượng phẩm thượng sanh thì chúng ta cần phải nỗ lực tu tập, cần phải vì chúng sanh, cần phải dùng cái tâm từ bi của mình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và cứu chúng sanh, nguyện cứu chúng sanh, nguyện thương chúng sanh và nguyện làm tất cả vì chúng sanh, thì chúng ta mới mới có được thượng phẩm thượng sanh. Chứ đừng nó ở đó mà mơ rồi không có được rồi bắt đầu nói là mình không thể. Quý vị hãy nhớ tất cả đều có thể.
Có người nói 90 tuổi chị mới nghỉ hưu nhá. Trời ơi già lắm, lụm cụm rồi. Thôi 70 tuổi được rồi nha, trả giá xuống xíu nha. Trả giá một chút nha, thương lượng chút nha. 70 tuổi ok rồi nha. Vân nói 60 tuổi đủ rồi. Con về nhà 60 tuổi khác ngày thôi. Bây giờ kêu người, có người nói 90 tuổi đi chị ơi. Đầu trả giá nè. Thôi 70 tuổi đi nha. 70 tuổi đi đừng kéo quá. Kéo lên quá tội nghiệp. Lúc đó là lụm cụm đi hết, nói hết ra hơi. Không còn ra hơi nữa mà nói làm gì. Hết hết làm lỡ là cho chúng sanh rồi thì đem Vân cho Vân về đi. Đừng kéo nữa nha, đừng có khóc bù lu bù lo giống như hòa thượng bây giờ, tội nghiệp hòa thượng quá, đi cũng không nỡ, ở cũng không đành. Tội ghê luôn. À, cho nên bây giờ Vân muốn quý vị trưởng thành bằng đôi chân của mình, đừng có dựa vào ai hết, thì coi chừng Vân đi sớm hơn nữa đó. Vì Vân xong nhiệm vụ rồi thì Vân xong rồi thì đi về nhà thôi, ở đây làm gì. À, cho nên là quý vị mình hãy nỗ lực đi trên đôi chân của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm những điều mà người khác không thể làm hoặc có thể làm. À, cho nên là chúng ta muốn làm những cái, phải nói là sao? Chúng ta muốn đạt được những cái chúng ta chưa từng đạt thì chúng ta phải bắt đầu làm những cái chúng ta chưa từng làm bao giờ, thì chúng ta mới đạt được những cái chưa từng có, đúng không ạ? Còn bây giờ quý vị cứ làm những cái bình thường thôi thì quý vị đâu có gì đột phá chính mình, đâu có đạt được những cái khác đâu, đúng không? Cho nên là vẫn muốn là mỗi người trong chúng ta hãy làm những cái phi thường đi. Mình là người bình thường nhưng không tầm thường, làm những cái gì đó nó đột phá mình, nó gọi là nó đánh thức mình, nó làm một cái gì đó nó chấn động mình một chút, giống như cái câu thần chú mà Vân đưa ra đó. Quý vị đọc đến khi mà cái tế bào trong người quý vị nó rung lên á, nó khiếp sợ, nó rung lên á, nó tỉnh, wake up, tỉnh dậy đó, thì quý vị mới thành công được, mới thành công được chứ chứ quý vị đọc mà theo kiểu trả bài thì không có thành công nổi đâu. À, tôi mạnh mẽ là phải tôi mạnh mẽ chứ không phải là tôi mạnh mẽ, tôi tự tin mà nhìn xung quanh có ai nhìn tôi hay không. À, tôi vượt qua nỗi sợ hãi mà nhìn xung quanh, liếc dọc liếc xuôi coi có ai nhìn tôi hay không, nhìn thì tôi không dám đọc tiếp câu thứ ba mất luôn. Cho nên là tôi mạnh mẽ, tôi tự tin, tôi vượt qua nỗi sợ hãi, tôi thay đổi tới thành công. Mình đọc rõ từng câu từng chữ và có lực trong từng chữ của mình kìa, thì mình mới đột phá được. Đọc làm sao cho những người xung quanh, à, đạo tràng bên đó nha, Vân muốn quý vị đọc cái câu thần chú này nha. Đi ra một cái nơi nào đó mà có thể la thật lớn, làm sao mà hết lực mình ra, đọc làm sao mà những người xung quanh có thể cảm được nha. Những người xung quanh, ngồi xung quanh hết đi, rồi một người đứng lên và đọc cho tới khi những người xung quanh cho ngồi xuống mới ngồi xuống. Đó là cách mà Vân làm bên Mỹ đó quý vị. Vân cho đọc mấy tiếng đồng hồ luôn, rồi Vân ra ngoài biển cho họ la cho đã ngoài biển luôn, coi như là hết sức luôn. À, những người xung quanh ngồi mà cảm được thật là cái lời nói bằng tâm á thì mới cho người đó ngồi xuống, còn nếu không đọc cho tới chiều luôn, đứng đó mà đọc cho tới chiều luôn. À, thứ nhất là quý vị phải cảm được từng cái lời đó. Thứ nhì là những người xung quanh khi họ nghe đó, họ phải khiếp sợ, họ phải gọi là họ phải cảm được là you mean it, có nghĩa là bạn thật sự là như vậy. Bạn thật sự là như vậy chứ không phải là bạn đọc đọc bằng cái miệng của mình, bạn đọc bằng cái tâm của mình, nó trào ra từ ở bên trong trào ra. Làm sao cho từng tế bào một nè, từng tế bào, những tế bào này là những tế bào sợ sệt nè, những tế bào yếu ớt nè, những tế bào không có tự tin nè, đánh thức nó dậy, đánh thức nó dậy, hãy gọi nó dậy đi, hey, thức dậy ngay tức khắc nè. Vì sao? Ta có âm mưu làm chuyện lớn, các ngươi phải thức dậy mau để giúp ta nè. Đánh thức nó dậy, không thể nào mà âm mưu làm chuyện lớn mà sợ sệt, không tự tin, yếu ớt như thế này mà làm được đâu. Cho nên là làm sao phải đọc thật mạnh, thật lớn, thật
rung động hết những tế bào trong người của mình, không phải rung động tế bào không đâu nha. Làm sao quý vị có thể đọc chấn động tam thiên đại thiên thế giới cho vâng? Dám không? Dám không? Ai dám không? Dám tin là mình có thể đọc đến nỗi mà không những rung tế bào trong người của mình, rung động những người xung quanh, những người xung quanh cảm được thật sự. Và quý vị đọc làm sao cho chấn động tam thiên đại thiên thế giới vị? Dám không? Dám bấm số 1 giùm Vân nào. Dám không? Đạo tràng mình nói dám không? Đạo tràng mình đã có cơ hội à, có cơ hội để làm được chuyện đó rồi nè. Dám cho ba cái yes coi nè. Hình như Vân nghe có một mình tiếng mình nó áp hết tất cả tiếng mọi người. Và bên Vân hồi bữa Vân thực tập cái bài này là xong rồi á, từng người một ha, lên đứng ha, những người ở dưới ngồi, xong rồi đó là xong rồi là vỗ tay thật là lớn và yes 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 ba cái yes thật lớn luôn, coi như là mẹ Vân phải điên vòng coi ngoài có động chúng ở ngoài không, coi người ta có gọi cảnh sát không, vì tụi nó la dữ quá trong nhà. Nhưng hình quá không có sao hết, rồi làm một trận nữa ra ngoài biển, làm một trận thật to nữa ngoài đó quý vị đó. Cho nên là nếu được quý vị giúp Vân làm cái này nha, giúp lắm luôn đó, giúp mình đột phá nhiều lắm luôn đó quý vị. Và mình tin là mọi việc đều có thể giúp mình làm. Nếu mình làm được cái này thì mình mới làm được chuyện lớn được. Và chuyện lớn là gì đây? Nếu chúng ta có người hỏi thầy có đọc luôn không chị kìa. Tại vì thấy thầy im quá, nãy giờ nghe tiếng Bình không nghe tiếng thầy đó. Cho nên có người hỏi vậy thì sư thầy có đọc được không chị, đâu biết, gọi là sao tùy thầy thôi, thầy không biết có âm mưu không thì mình không biết, nhưng chúng ta có âm mưu thì chúng ta nên đọc làm sao để chúng ta có thể dám làm chuyện lớn. Dám làm chuyện lớn quý vị nha. Ok. Ok. Cho nên nói tóm lại là tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta là những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta là những gì chúng ta mơ ước. Và nếu chúng ta dám mơ ước thì mình sẽ dám có nó. Có thể mơ thì có thể có. Cho nên và tất cả đều có thể làm được hết quý vị. Không phải là vì Vân lì liều chai đủ rồi cho nên là Vân có thể làm được. Còn tôi, trời ơi, mới vào đạo tràng mà kêu tôi làm cái này sao làm được. Những người xung quanh đang cản không cho tu mà dám làm cái này. Ủa quý vị, tùy quý vị thôi. Nhưng nếu quý vị không làm cái này thì sao quý vị có đủ lì liều chai, đúng không? Quý vị không đọc câu thần chú làm sao quý vị đột phá được, quý vị đủ lì liều chai đây. Giống như người ta nói nè, có người đố là trứng gà ra trước hay là con gà ra trước, con gà được đẻ trước hay là trứng gà được được à, con gà được ra trước hay là trứng trứng gà được đẻ trước. Hai cái nó phải hòa với nhau và không có câu trả lời trong cái này. Chúng ta cần phải đột phá chúng ta thì chúng ta mới mạnh mẽ hơn được, hoặc là có nhiều người sanh ra đã mạnh mẽ rồi hoặc là họ được rèn luyện để mạnh mẽ, thì vẫn không biết là quý vị là hàng là người như thế nào và quý vị là người hiểu mình nhất. Và nếu chúng ta thật sự muốn đột phá chính chúng ta để chúng ta có thể làm một cái gì đó mà chúng ta chưa bao giờ làm trong đời, để rồi chúng ta mới có được những cái chưa bao giờ có, thì đây là cơ hội để quý vị có thể phát triển mình, có thể đột phá mình, có thể làm cho chấn động mình và có thể chư Phật phải hết hồn vì mình. Tóm
tam thiên đại thiên thế giới phải chấn động vì không biết cái lớp này nó đang học cái gì mà nó nhoi quá. Cho nên là quý vị có nhớ là Vân đã từng kể quý vị là khi mà đạo tràng bên Tampa mà tu đó, là khi chúng tôi ra biển thì chúng tôi đọc cái câu thần chú này thật to 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 thật là to đó, thì vong vong linh rất là đông từ khắp nơi đổ về hết và theo đoàn chúng tôi về nhà, người nào người nấy về nhà bầm dập hết. Vân nó ủa Vân mới hỏi ngài hộ pháp, ủa 2 tuần trước con đã ở đây và con đã thỉnh mời hết tất cả các vùng biển này rồi mà tại sao bây giờ chúng con ra đây thì lại rất đông nữa về, thì rõ ràng là từ lời phát nguyện này đó quý vị, tôi cứu vớt tất cả chúng sanh về Tây phương cực lạc, đúng không ạ? Và cái lời này là cái lời nguy hiểm ghê lắm ha. Dám không suy nghĩ kỹ đi nha. 2 cái câu cuối là 2 cái câu nguy hiểm lắm á. Cho nên 2 cái câu cuối là 2 cái câu mà chúng ta không cần gọi đâu, không cần gọi đâu, với vậy không cần mời đâu, họ lập tức có mặt, lập tức về đó, lập tức về đó quý vị. Vì sao? Vì lời gọi, vì lời phát nguyện của quý vị, chứ không cần phải là ồ tôi mời gọi người này người kia người nọ, vong linh này kia nọ mới về đâu. Cho nên quý vị suy nghĩ kỹ nha. Trước khi mình đọc câu thần chú này mình suy nghĩ kỹ coi mình có dám làm không nhé, và vẫn tin là đạo tràng chúng ta dám mà, đúng không? Dám mà, đâu có ai không dám đâu, đúng không? Xăm mình hết rồi, lì liều chữ chai chưa chưa có cứng thôi, nhưng mà chữ lì chữ liều có rồi. Giờ thêm rèn luyện thêm chữ chai nữa là xong. Ok quý vị, đó là bài pháp Vân muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, là tất cả đều có thể, chúng ta hãy dám đi, dám rồi chúng ta sẽ làm được quý vị nhé. Và mình có thể làm tất cả những gì mình muốn, nếu mình thật sự muốn thì mình chắc chắn mình sẽ làm được. Đó là bài pháp Vân muốn chia sẻ với quý vị. A Di Đà Phật.